trước mặt Duy là chiếc máy Proformance Plus PPL 930. Những cuốn sách này trị giá 70 triệu. Máy này có tên là Sister Pro. Chào mừng các bạn đến với THOL Gym Center quận 9 tầng số 3. Và trước mặt Duy là chiếc máy Proformance Plus PPL 930. Một trong những khung sắt huyền thoại đã có mặt ở trung tâm thể thao online từ những năm rất sớm 2016 và hôm nay tái hiện lại nơi đây. Một trung tâm gym hoành tráng, biết cái máy này nhiêu tiền không? Những khung sắt này trị giá 70 triệu. Wow. Máy này có tên là Sistetro. Đơn giản thôi, chỉ là những khung sắt mà dòng cao cấp nhất Proformance Plus. Proformance Plus, cái này á là công nghệ nó ít tiền hơn mấy cái dạng mà có thể chọt về mắt hơn. Mấy cái máy chọt về mắt hơn nó ở trong ngoài. Còn này rẻ hơn 70. Nó ăn tiền ở gì? Ăn tiền ở cái khung, nhìn nó rất là đẹp. Ở thép nhìn rất là xịn, đúng không? Ở sơn rất là đẳng cấp. Và nó ăn tiền một cái là kéo rất là êm, freeway rất là ghê. Đó là đặc trưng của cái dòng Proformance Plus. Chỉnh cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó không biết, kệ nó. Chỉnh cái gì? Cái răng tay á, nó ảnh hưởng tới cái răng lưng. Cái bài này tập vô lưng nha các bạn, bài là rô Sistetro mà. Rồi còn cái chốt thứ hai, kéo ra cạch cái lên xuống cho nó phù hợp với chiều cao cơ thể. Vậy thì như thế nào là phù hợp chưa? Về hơi cao xuống xíu nữa, rồi thế thôi đó, vừa đó. Chưa khởi động mấy bạn, nãy giờ bị mất điện, quá tải chơi tự nhiên hệ thống lạnh của THOL bật cái kịch lên phát một cúp điện luôn. Giờ mới sửa xong, mới leo cục điện ngoài kia đấu vừa xong mấy em. Cái này không phải là video hướng dẫn tập nha các bạn, mà là video trải nghiệm cảm giác nó khác cái gì so với những máy kia. Bạn hãy nhìn cái nét beauty của cái máy này. Bạn có thể tập một tay hoặc là hai tay, tùy các bạn. Ở bên Bình Tân không có cái máy này. Bình Tân có cái máy giống máy này thôi, mà sao bằng được máy này. Nó replay ghê lắm. Ui. Bữa nay là ngày khai trương của BBT quận 9 nha. Ngày đầu tiên vận hành phòng gym luôn. Quý khách hàng đến đây tập với được sự hỗ trợ support của anh em và bản thân Duy Nguyễn, ngày hôm nay qua đây sống đất, ngày hôm nay qua đây sống chết với anh em. Ngày đầu tiên, thay một cái thông điệp là luôn đồng hành của các bạn, luôn đồng hành cùng nhân viên. Chúc đi có sao không em? Nani? Chúc đi có sao không em? Khổ mà em. Thằng khác nó có liêm sỉ, nó từ chối liền. Thằng này nó quay mặt nó đây. Thằng này nó không có liêm sỉ, nó nhận luôn. Thua. Mày lên ống kính mà mày sống phủ quá con. Đây. Kéo rất em thích. Lên 20 kg nữa. Bởi vì các bạn muốn đặt một chiếc máy thành công á, chúng ta phải có cái kiến thức. Nó có kiến thức, bạn phải biết cái này kêu được cái gì á. Mà không, mỗi lần mà Duy đặt máy á nhức đầu lắm. Giờ nó hỏi ê cái này muốn màu gì, ê cái này muốn loại gì, xong rồi ê cái này muốn mấy lỗ, xong rồi ê cái này muốn màu gì, hỏi ê cái này muốn chơi thiết liệu gì, xong rồi hỏi vị trí cái đốt nhỏ xíu rồi nè, nó có từ chuyên ngành nên hỏi ê cái này muốn màu gì. Mà nó không được cái hình đâu, mẹ nó hỏi chữ không à. Nó xong phải tìm hiểu thấy mẹ luôn. Bởi vì nó khổ lắm mấy bạn, nhiều khi lộn nữa, không phải giỡn đâu. Nên thôi giờ tao, mày đừng hỏi tao nhiều quá. Mày cái máy nào mày thiết kế màu đẹp nhất mày đưa tao đi. Tông của tao tông cam đó, màu đen. Ờ làm đi. Xong cái nó quất này. Ủa ứa gan không. Cái này là nói chung là không ưa lắm đó. Mình là thích cái màu mà đỏ đậm hơn, nó chơi màu đỏ tươi quá. Chung bị hố nha, làm ăn nhiều khi nó không control nổi luôn á. Nhìn đây, 120 đó bà. Nặng lắm, cái này nặng hơn cái kia. Máy Bình Tân á giật được ghê hơn.
Bây giờ mấy em thấy không? Tạ bóng không? Tâm sự với em luôn, tạ tồn kho 2 năm rồi đó. Cái này đó mình nhập một lần là phải nhập nhiều, nhập chục tấn. Đó. Anh nhập một lần đó là lúc mà khai trương Bình Tân á, là anh nhập vô sợi tới giờ đó. Anh thông qua những video anh chia sẻ chặng đường kinh doanh của anh, đúng không? Chặng đường kinh doanh của anh luôn. Bây giờ anh rất đói, rất mệt. Anh uống Olip đã 3 tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó. Nó cúp điện các kiểu luôn. Không đeo dây. Tại vì sao? Tại vì anh làm video, nhắc lại lần cuối anh làm video anh không đeo. Chứ anh tập là anh sẽ đeo. Nên các bạn xem video phải mua dây để mà đeo. Không nó bị đau tai á. Tai chỗ này nó lủng lỗ hết ghê lắm. Đôi tay Zimmer đâu chỉ để làm thơ mà chinh phục trên mức tạ khủng khiếp. Ok, bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Hãy đến THOL Gym Center quận 9 vô thang máy nhấn số 3 đó để trải nghiệm cái máy này. 70 triệu. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Forex 2M Half-Rack đẳng cấp thế giới. Đây